có cả bán hàng thanh lý ngon chết cho anh em đây. One hàng cổ, mua contact anh em nhé. Bản đời cũ này của One mình thấy cái túi rất là đẹp luôn. Và mình thấy thích cái túi này hơn là cái túi đời mới. Con này của mình là hàng cũ thôi, và size 9. Mình để lại với anh em giá là 800k. Anh em có thể thấy là lòng mút như mới nhé. Ngón thì hơi xước tí thôi, bởi vì ném bóng thì chắc chắn nó xước rồi. Phần đấm bóng sử dụng chất liệu cao su, dập nổi 3D. Những cái đôi mà thiết kế theo dạng đấm bóng cao su theo khối này thì mình không thích cho lắm. Kiểu cảm giác nó sẽ hơi cứng ấy. Về tổng quan thì nó sẽ như vậy, và ngoại hình thì nó không hư hỏng quá nhiều đâu. Giá mới của đôi này rơi vào khoảng tầm 1,4 triệu, nhưng mà ở Việt Nam thì không còn ai bán nữa rồi. Đai quấn cổ tay dạng một vòng và cổ tay có sử dụng chất liệu neo ren nhé. Sử dụng mặt mút contact pro dày 4mm cho độ dính cao, độ bền ổn, cực kỳ phù hợp cho sân cỏ nhân tạo ở Việt Nam. Con này nó là size 9.5, nhưng mà bản thân mình size 9 vẫn đi vừa anh em nhé. Đâm ra tay anh em nào size 9 vẫn chiến tốt. Cái dáng đôi găng này là dáng dài, đâm ra anh em nào size 9.5 hay size 9 thì đều chơi ok hết. Đấy, anh em xem lòng mút vẫn còn như mới luôn. Mới đầu mình đi vào mình không biết nó là size 9.5, và mình đi vào mình thấy nó vừa in luôn anh em ạ. Sử dụng kiểu ngón Hyperon hay còn gọi là Ego Cut đấy. One cũng có một phiên bản mới kiểu ngón Ego Cut như thế này luôn, và màu hồng. Sắp tới nó về Việt Nam thì mình sẽ mua để review cho anh em. À quên, sẵn đây que cho anh em luôn. One mới về Việt Nam thêm hai phiên bản mới màu đen nữa. Mình mới mua một bản negative để review cho anh em đây. Anh em đợi clip của mình nhé. Bản One mới này thì có giá là 1.590.000. Còn đôi hiện tại của mình đang đeo là hàng cũ size 9.5 và có giá là 800k. Anh em nào có nhu cầu trải nghiệm có thể liên hệ mình nhé. Mút vẫn còn ngon chết. Ngoài ra thì găng thanh lý mình còn toàn size 89 thôi. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ mình, nhưng mà toàn găng tốt nhé.